Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cơ thể bạn nói gì. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được dành thời lượng của chương trình để trò chuyện về chủ đề giải pháp vượt qua mất ngủ mãn tính, lấy lại giấc ngủ sâu ngon, không còn chập chờn hay tỉnh giấc giữa đêm. Thưa quý vị, ngủ hay bị tỉnh giấc giữa đêm là tình trạng phổ biến mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, sau khi tỉnh giấc thì có những người sẽ chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng cũng có rất nhiều người phải trằn trọc rất lâu mới có thể quay trở lại giấc ngủ, thậm chí là thức đến sáng. Đây là tình trạng mà những người mất ngủ mãn tính đang phải đối mặt. Tại sao lại có hiện tượng này? Và làm cách nào để vượt qua mất ngủ mãn tính, lấy lại giấc ngủ sâu ngon, không còn chập chờn hay tỉnh giấc giữa đêm? Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Trân trọng giới thiệu đến quý vị, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý liên quan đến mất ngủ mãn tính. Vâng, xin chào MC Mai Tân, xin chào vị khách mời, xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trân trọng giới thiệu đến quý vị, vị khách mời thứ hai là một người rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Hợp. Dạ, xin chào chuyên gia, xin chào MC, xin chào khán giả. Nhân vật phóng sự đầu tiên chúng tôi có dịp gặp gỡ là chú Trần Đức Tuấn, 50 tuổi, trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chú Tuấn hiện đang là quản lý xưởng gia công chi tiết và chế tạo máy của công ty thép. Công việc có thể nói là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng ít ai biết, để có được cuộc sống hiện tại, chú Tuấn đã phải cố gắng rất nhiều khi luôn bị căn bệnh mất ngủ hành hạ suốt nhiều năm qua. Hồi lúc mình còn đi học lớp 12 thôi, thì cũng thường hay bị ngất ngủ. Rồi cái giai đoạn mà đó thì khi mà chú học, mà lên đại học đó thì áp lực công việc này nọ đó, học tập được quá mức cho nên là chú cũng bị mất ngủ thường xuyên. Và tính từ năm mà chú mới vào trường đại học á, thì hình đó là như là năm 90. Năm 90 chú học ở trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thường thì chú một tuần á là có thể là mất ngủ từ 2 tới 3 ngày. Thì sau khi ra trường rồi đi làm thì cái bệnh này nó vẫn thường tái diễn hoài vậy đó. Mình rất khó ngủ, mình đi vào rất ngủ rất là khó. Ngủ cũng bị chập chờn, không tròn giấc, cứ ngủ được 1-2 tiếng vậy nè. Mà cái thứ nó không có chất lượng nữa. Đó. Có một bữa thì mình mất ngủ cả đêm luôn. Thì thời sinh viên thì lúc đó là đi học. Thì rõ ràng là cái vấn đề học hành của mình rất là bị ảnh hưởng. Thì nhiều khi học với nó là nhiều bữa mà sáng dậy đó rồi vô trong trường mà đi tập thể dục đó, sức khỏe nó rất là uể oải, cho nên nhiều khi là không có thực hiện được mấy cái môn đó. Rồi thì học tập của mình thì cái trí nhớ nó suy giảm, rồi sau khi ra trường thì nó vẫn còn ảnh hưởng. Mất ngủ thì nhiều khi con người nó buồn lắm, nó trầm tĩnh lắm. Nhiều lúc mà mình thấy hơi tâm thần nhẹ luôn đó. Mình như thấy bất mãn cuộc sống đó. Đó, nó lại khá là như vậy đó. Nhiều khi người ta muốn chán vậy đó. May mắn thay, nhờ sử dụng giải pháp thảo dược giúp kích thích tuyến yên, tăng tiết hormone tăng trưởng có thành phần L-arginine, GHRP2, lạc tiên, lá đậu phộng, rau diếp khô, dây tơ hồng, vitamin B6, magie, chú Tuấn đã có được giấc ngủ ngon cùng với sự vui vẻ lạc quan mà chú luôn mong muốn. Chú có cái việc mà chú xem trên cái tài liệu ở trên mạng á, thì chú thấy có cái body happy thì chú đọc rất là kỹ, bởi vì mình là người bị mất ngủ cho nên mình nghe nói nó giới thiệu rất là hay cho mình quan tâm và đọc rất kỹ. Chú thấy là nó không phải là thuốc ngủ, khi mình uống vào thì không phải là thuốc ngủ, nó ức chế thần kinh mình, nhưng mà nó giúp cho mình phục hồi cái tế bào mà tiết ra cái hormone giúp cho mình ngủ. Như vậy thì cơ thể mình ngủ được là do chất ngủ từ cơ thể tiết ra. Thì bây giờ giấc ngủ của chú một ngày tính ra thì mình ngủ là từ khoảng từ 11 giờ tới 6 giờ sáng đó. Giấc ngủ nó cũng liên tục mà, nó ngủ mà khi mình thức dậy mình còn cảm thấy thèm giấc ngủ, xuống cái giấc ngủ rất say và tự nhiên nó từ từ cái hình như mình hết giấc ngủ lúc nào không hay nữa, mình thấy rất là thoải mái luôn, cảm thấy là cái công việc của mình làm ngày nào mình ngủ dậy mình đi làm việc này là cũng đều thoải mái hết, tại vì bữa nào mình ngủ không được thì sáng thức dậy đi làm cũng rất là uể oải. Cho nên cái công việc mình thấy cuộc sống như vui vẻ hơn, mình thấy là như mình thoát khỏi một cái gì đó đè nặng mình. Chú đã ngủ lại tốt rồi đó, thì cái sức khỏe mình nó tăng cường lên, thì như cái khả năng chống trả là nó tốt. Mình thử ra ma tử nó hết đà lâu rồi. Nhiều trước đây mỗi lần mà ăn uống xong á là phải nằm nghỉ khoảng chừng nửa tiếng tiếng, nhưng mà nhiều khi bây giờ chú ăn uống xong rồi á thì có thể làm việc nhẹ, làm việc này nọ thì cũng không sao, mà trước là không được. Ừ.
Thưa chuyên gia, có rất nhiều bệnh nhân mất ngủ thì chia sẻ rằng là họ thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm và rất là khó để quay trở lại giấc ngủ, thậm chí là thức đến sáng. Tiến sĩ có thể phân tích cho quý vị khán giả được biết là tại sao lại có hiện tượng này ạ? Hay thức dậy về đêm này và lại khó ngủ lại nữa thì đây là những cái dấu hiệu rất thường gặp ở trên những bệnh nhân bị mất ngủ. Và có rất nhiều các cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến những cái tình trạng mất ngủ mãn tính hay mất ngủ kéo dài. Trong đó thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái nhóm nguyên nhân do các cái bệnh lý ở trong cơ thể chúng ta. Vì cụ thể như là những cái nhóm bệnh lý về xương khớp, ví dụ như là viêm này, xương đau khớp này, cũng như là các cái thoái hóa khớp, thoái hóa cuộc sống. Rồi là đối với những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý về đường hô hấp, viêm mũi họng này, và rồi là những cái viêm phế quản, viêm phổi. Một số thuốc như là thuốc corticoid trong điều trị hen suyễn này, hoặc là một số các cái thuốc điều trị cảm cúm này, những cái thuốc giảm đau, rồi là những thuốc lợi tiểu vân vân, thì những cái thuốc này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái giấc ngủ của chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì tuổi tác cũng là một trong những yếu tố. Chúng ta thấy là càng lớn tuổi thì người bệnh sẽ cái giấc ngủ, cái chất lượng giấc ngủ cũng sẽ kém hơn này, cái thời gian ngủ cũng sẽ kém hơn. Bên cạnh đó nữa thì những tình trạng như là những cái căng thẳng, stress ở trong cuộc sống cũng sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cái giấc ngủ của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi thực hiện chủ đề ngày hôm nay thì đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán giả. Và ngay lúc này thì MC hiện trường của chúng tôi cũng đang có mặt tại nhà của một số những người bệnh rất quan tâm đến chủ đề này và mong muốn được kết nối trực tiếp với tiến sĩ để lắng nghe chi tiết hơn liên quan đến tình trạng giấc ngủ của mình. Xin mời kết nối từ chương trình. Xin chào chuyên gia, xin chào MC Mai Tân. Hiện tại tôi đang có mặt tại quận Thanh Xuân, nhà của cô Tâm. Cô Tâm là người đã gọi điện cho hotline và chia sẻ rằng cô bị bệnh mất ngủ, cũng như là có những câu hỏi muốn gửi tới chuyên gia. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo chân tôi di chuyển vào nhà cô Tâm để lắng nghe cô chia sẻ nhiều hơn về căn bệnh này. Xin chào chuyên gia, tôi là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay tôi 58 tuổi. Tôi bị cái mất ngủ này là 2-3 năm nay rồi. Trước kia thì đêm tôi ngủ thường là được 2-3 tiếng. Sau đấy gần đây thì tôi lại có những đêm tôi thức trắng đêm luôn, không làm sao mà ngủ được một tị nào hết cả. Thế trong gia đình thì cũng không có cái gì gọi là căng thẳng hay là có cái chuyện gì gọi là để mình phải suy nghĩ cả. Mà tự dưng cái giấc ngủ của tôi nó vẫn mất ngủ lặng hơn, nó triền miên như thế, cứ thức trắng đêm thế. Tôi rất là mệt mỏi. Tôi muốn nhờ chuyên gia giúp đỡ tôi, cho tôi cải thiện được cái giấc ngủ cho tốt hơn ạ. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ về những cái giải pháp ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu về cái nguyên nhân sâu xa về cái tình trạng mất ngủ này. Và cái tình trạng mất ngủ này thì chúng ta thấy là ngày nay qua cái nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng là cái hormone tăng trưởng ấy, nó có liên quan mật thiết với cái giấc ngủ. Vâng, thế và cái hormone tăng trưởng này nó được sản xuất từ tuyến yên. Và hormone tăng trưởng thì nó phụ trách rất nhiều các cái chức năng ở trong cơ thể. Đặc biệt trong đó nó có cái chức năng là giúp tái tạo lại một cái giấc ngủ sinh lý. Hormone tăng trưởng này thì nó giảm dần theo lứa tuổi. Và bắt đầu từ 21 tuổi trở đi thì bắt đầu là hormone tăng trưởng sẽ giảm dần. Hormone tăng trưởng này nó sẽ được tăng cường sản sinh khi mà chúng ta tập thể dục này, hoặc là khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ tốt. Khi mà mất ngủ thì làm cho hormone tăng trưởng nó suy giảm, và khi suy giảm hormone tăng trưởng thì lại càng làm cho cái tình trạng mất ngủ tăng lên, và nó dần dần nó sẽ làm cho cái tình trạng mất ngủ của chúng ta nó sẽ dẫn đến cái trầm trọng. Có 7 cái biện pháp mà để giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng mất ngủ. Đầu tiên phải nói đến đó là bổ sung lợi khuẩn. Chúng ta biết là qua nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng cái hệ vi sinh vật ở trong đường tiêu hóa nó sẽ có tác dụng là sản sinh đến 90% cái hormone serotonin. Và đây nó chính là một cái hormone hạnh phúc giúp cho chúng ta giải tỏa được cái căng thẳng stress và giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ tốt hơn. Giải pháp thứ hai là phơi nắng. Và chúng ta biết là cái ánh nắng mặt trời thì nó có tác dụng rất tốt là nó sẽ làm tăng cường sản sinh ra hormone melatonin. Melatonin nó là một cái hormone để giúp cho duy trì cái nhịp thức ngủ và giúp cho chúng ta đi vào một cái giấc ngủ dễ dàng hơn, cũng như là ngủ sâu hơn. Giải pháp tiếp theo đó là giải tỏa những cái căng thẳng stress. Một cái liệu pháp tiếp theo đó là tập thể dục. Chúng ta biết là tập thể dục nó cũng là một trong những cái biện pháp rất là tốt. Giải pháp tiếp theo đó chính là tránh hít phải những các cái khí bụi, những cái ô nhiễm từ môi trường. Tiếp theo nữa là trong cái chế độ ăn uống thì chúng ta nên là sử dụng những cái thực phẩm sạch này, những thực phẩm tránh nhiễm khuẩn. Đặc biệt nữa là chúng ta không nên lạm dụng rượu bia, cà phê cũng như là thuốc lá. Chúng ta thấy là ngày nay với cái sự phát triển của y học ấy thì là người ta cũng đã sản xuất được sản phẩm Boni Happy có các cái chất tự nhiên mà nó lại có cái tác động làm tăng cường cái hormone tăng trưởng. Cụ thể trong đó như là L-arginine này,
và cái hoạt chất GHRP2. Bên cạnh đó thì Bony Happy còn có cái sự kết hợp giữa các cái thành phần như là thảo dược này, giúp cho chúng ta dễ ngủ này, ngủ sâu hơn cũng như là kéo dài được cái thời gian ngủ. Đó chính là lạc tiên này, bột ngọc trai, trinh nữ, dây tơ hồng, rau diếp khô và là lá đậu phộng. Vâng. Nhóm thứ tiếp theo đó là nhóm có cái tác dụng là tái tạo và bảo vệ, tăng cường cái sức khỏe của cái hệ thống thần kinh. Trong đó nó gồm có là vitamin B6 này, magie oxit cũng như là kẽm oxit. Một nhóm cuối cùng đó là nhóm giải tỏa những căng thẳng stress, đó chính là GABA và acid glutamic. Sản phẩm Bony Happy cũng đã được bào chế theo công nghệ siêu nano. Và với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp làm tăng cường cái tác dụng của các cái thảo dược cũng như là các cái nguyên tố vi lượng. Bony Happy đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ, hay còn gọi là Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và bên cạnh đó thì các nhà khoa học cũng khuyên là các bệnh nhân mất ngủ ấy nên kết hợp thêm cái liệu pháp CBTI. Đây nó là chính là một cái liệu pháp mà giúp cho chúng ta thay đổi cái nhận thức cũng như là hành vi để giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến những các cái thuốc an thần. Vâng. Đầu tiên là liệu pháp kiểm soát kích thích. Vâng, với mục tiêu của cái liệu pháp kiểm soát kích thích này, nó chính là giúp cho chúng ta là thấy được cái mối quan hệ chặt chẽ giữa chiếc giường với cả cái giấc ngủ của chúng ta. Chúng ta chỉ sử dụng cái giường khi mà chúng ta buồn ngủ thôi. Cụ thể là khi mà chúng ta nằm ấy, tầm độ khoảng 20 phút mà chúng ta không ngủ được ấy, thì chúng ta không nên nằm nữa. Chúng ta nên dậy, đi lại, đi sang phòng khác này. Hoặc là chúng ta cũng có thể áp dụng một số phương pháp như là chúng ta có thể đọc sách này, chúng ta có thể nghe nhạc. Liệu pháp thứ hai đó là liệu pháp hạn chế giấc ngủ. Đầu tiên là chúng ta nên tính trung bình cộng của cái thời gian mà chúng ta ngủ được ấy, trong vòng 1 và đến 2 tuần gần nhất chúng ta sẽ cộng thêm 30 phút, tức là đấy nó chính là thời gian nằm ở trên giường. Dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo được một cái động lực cho giấc ngủ, tức là chúng ta sẽ giúp cho là chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn, giấc ngủ sâu hơn. Vâng. Thế và cái kéo dài cái thời gian ngủ. Vâng. Tiên, ôi giời, cái gì đấy? Bà là bà Tiên. Vâng, thì tôi là bà Tiên nên làm sao? Bà là một con người. Sao? Bản tính. Ôi giời. Cáu kỉnh. Ôi giời. Bà mắc bệnh mất ngủ thường xuyên. Ban ngày thì bà lờ đờ vật vờ, mà lúc nào cũng như là con gà mái bị dù ấy. Ông có phải là ông Tùng không? Hả? Vâng, tôi là Tùng đây. Nói thật với bà nhá. Ừ. Con gái tôi. Thế thì con Lan nữa gì? Vâng. Tôi biết rồi. Nó lén lút yêu con trai bà. Không phải là lén lút, chúng nó yêu rồi. Thằng Hùng con tôi, đúng không? Tôi biết rồi. Tôi có mỗi một mụn con gái, tôi vâng. Rất là yêu thương đó. Vâng. Thế mà bây giờ này, tôi nghe người ta nói là bà là cái con người mà cáu kỉnh như thế, khó tính như thế, rồi cả đêm bà không chịu ngủ, bà cứ vật vờ. Người như thế là tôi không thể yên tâm mà giao con gái tôi để mà làm dâu trọn đời như thế được. Trước đây ý, là tôi cũng mất ngủ kinh niên đấy. Thế à? Tôi có ngủ được đâu. Đêm nào là tôi cũng có thức trắng cả đêm ấy. Thế nhưng mà bây giờ hết rồi. Này, bà làm cách nào mà lại đang mất ngủ kinh niên như thế mà lại bây giờ lại đấy, tươi tốt thế này? Đấy, tươi tốt chưa? Đấy, thì nhờ có giải pháp thảo dược đây, giúp kích thích tuyến yên, tăng tiết hormone, tăng trưởng có chứa L-arginin, GHRP2, GABA, lạc tiên, dây tơ hồng, ngọc trai, trinh nữ, rau diếp khô, lá đậu phộng, vitamin B6, magie và nhiều thành phần khác nữa. Đây, giờ tôi ngủ ngon lắm nhá. Giải pháp hay chưa? Quá hay. Bony Happy kích thích tuyến yên, tăng tiết hormone tăng trưởng, giúp ngủ ngon, tái tạo giấc ngủ sinh lý tự nhiên, cải thiện trí nhớ và phục hồi sức khỏe. Bony Happy được sản xuất bởi công ty dược GNE International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bony Happy được kiểm chứng lâm sàng tại Viện Y học Cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá lên tới 86,7%. Bony Happy giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn. Sản phẩm của Mỹ. Nếu như quý vị còn băn khoăn thắc mắc nào thì hãy vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn cước của chương trình đang hiển thị ngay trên màn hình để được chuyên gia giải đáp một cách kịp thời nhất.
Đến đây chúng tôi sẽ khép lại chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.